Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp thân mến đang theo dõi kênh YouTube Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm. Hôm nay thì Hưng được chính chủ gửi bán 3 nền đất giá ngọt tại trung tâm xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Và sau đây thì Hưng mời mọi người cùng tham khảo với Hưng nha. Vâng, và trước khi Hưng vào chia sẻ đến cô chú anh chị mình 3 nền đất giá ngọt siêu rẻ này thì Hưng xin phép được chia sẻ một chút thông tin về trung tâm của xã An Linh này nha. Hiện tại cô chú anh chị mình đang theo dõi là khu vực trung tâm của xã An Linh, và khu vực này thì đầy đủ tất cả các tiện ích như là chợ, trường học. Và trường học ở đây mình có là trường mầm non, trường cấp 1. Và tuyến đường này là tuyến đường DH507, là một tuyến đường được quy hoạch mở rộng là 32m. Từ khu vực này di chuyển vào trong vị trí đất mà Hưng giới thiệu đến mọi người trong bán kính là 260m thôi ạ. Và nền đất đầu tiên Hưng muốn giới thiệu mọi người là có hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường bê tông và một mặt tiền đường đất. Nền đất ngọt đầu tiên Hưng giới thiệu mọi người có diện tích ngang 7m, dài là 26.97, có 100m thổ cư đất ở nông thôn, tổng diện tích là 181m2. Sổ hồng riêng nha anh chị. Nền đất này thì gia chủ đang bán là 750 triệu. Và bây giờ Hưng mời mọi người cùng quan sát nền đất ngọt thứ hai nha. Nền đất ngọt thứ hai của chúng ta thì có mặt tiền đường bê tông, có diện tích hiển thị trên sổ, ngang là 5m, dài là 88, có 100m đất ở nông thôn, tổng diện tích của chúng ta là 436,1m2. Sổ hồng riêng được cấp ngày 30 tháng 9 năm 2022 và giá của gia chủ đang giao cho Hưng là 600 triệu cô chú anh chị ạ. Đất bằng phẳng, khu vực thì dân cư, cách tiện ích trung tâm của xã An Linh trong bán kính là 260m thôi. Khu vực này thì là đông dân cư nha. Và tiếp tục giới thiệu cho cô chú anh chị mình một nền đất ngọt thứ ba. Và nền đất của chúng ta có diện tích mặt tiền đường bê tông, ngang là 180m và chiều dài là 44, tổng diện tích là 4.739,5m2. Và toàn bộ khu vực này là được phủ hồng, quy hoạch thổ cư đất ở nông thôn nha. Nền đất thứ ba này rất phù hợp cho cô chú anh chị nhà đầu tư phân lô tách nền. Mảnh đất ngọt thứ ba này phân lô tách thửa ra thì được 21 nền. Nếu cô chú anh chị mình muốn mua lẻ thì ít nhất 6 nền trở lên, giá là 600 triệu trên một nền. Còn cô chú anh chị mình muốn mua hết 21 nền mà muốn bao thổ cư, bao tách, bao sổ thì giá của gia chủ để lại là 12 tỷ 600 triệu. Còn cô chú anh chị mình muốn tự làm thì gia chủ sẽ bớt lại nha. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đến số điện thoại hoặc Zalo 0928 071 298. Còn bây giờ Hưng xin phép được chia sẻ một chút thông tin về xã An Linh để cô chú anh chị mình cùng tham khảo ạ. Xã An Linh của chúng ta thì được quy hoạch khu công nghiệp là với quy mô là 1.000 hecta, và khi khu công nghiệp An Linh được khởi công đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng ở đây được thúc đẩy phát triển rất mạnh. Một khi cơ sở hạ tầng ở đây phát triển mạnh thì đồng nghĩa với việc là bất động sản của chúng ta sẽ tăng giá gấp nhiều lần. Vâng, trên lý thuyết là vậy anh chị ạ. Thực tế thì giá trị bất động sản của chúng ta thì vẫn là gia tăng, tuy nhiên thì gia tăng vào thời điểm hiện tại nó không đáng kể. Nếu cô chú anh chị mình đang tìm cho mình một lô đất giá rẻ để cất nhà thì đừng bỏ qua những cái nền đất này nha anh chị ơi. Ngoài nền đất này ra thì Hưng còn rất nhiều nền đất khác xung quanh đây với giá rẻ hơn nữa. Chỉ có giá là 430 triệu là mình sẽ sở hữu được một lô đất nền rồi. Tuy nhiên vị trí thì sẽ không đẹp bằng ở đây nha anh chị ạ. Khu vực này thì đông dân cư, đất thì bằng phẳng và chất đất ở đây là chất đất đỏ. Anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với Hưng ngay qua số điện thoại 0928 071 298 hoặc có thể là liên hệ với Hưng qua Zalo nha. Và những nền đất vừa rồi Hưng vừa giới thiệu đến mọi người là toàn bộ ở đây là giá ngọt nha anh chị ơi, một cái giá rất rẻ thôi. Và đây là khu vực trung tâm của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Từ vị trí nền đất ra trung tâm của xã trong bán kính là 260m và đường ở đây là đường thông, đường của chúng ta là đường bê tông. Và sắp tới đây là chủ trương đổ nhựa nha anh chị ạ. Hưng xin được chia sẻ lại thông tin về vị trí 3 nền đất mà Hưng giới thiệu đến cô chú anh chị mình. Từ vị trí 3 nền đất này di chuyển ra đường DH507 cũng như là trung tâm của xã An Linh trong bán kính là 260m thôi. DH507 là tuyến đường huyết mạch liên xã liên tỉnh. Tuyến đường này thì được quy hoạch mở rộng là 32m,
từ vị trí 3 nền đất giá ngọt này di chuyển ra trung tâm xã trong bán kính là 260m sẽ tiếp cận đầy đủ mọi tiện ích. Trong đó có là Ủy ban Nhân dân xã An Linh, Trung tâm An Linh, chợ An Linh, Y tế An Linh và trường học. Ở đây thì mình có trường mầm non và trường cấp 1. Khu vực này thì dân cư đông đúc. Cô chú anh chị mình có thể là mình mua cất nhà hoặc mình mua đầu tư để làm của nha. Nếu cô chú anh chị mình xem 3 cái nền đất này rồi mà không ưng thì hãy liên hệ qua Zalo 0928 071 298 để Hưng gửi cho cô chú anh chị mình nhiều cái nền đất khác phù hợp hơn với tài chính của mình nữa nha. Cô chú anh chị mình quý Hưng hãy cho Hưng xin một like cũng như một đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản mới nhất nha. Và đây chính là nền đất có diện tích là 4.739m2, phù hợp với cô chú anh chị mình để phân lô tách thửa. Gia chủ bán ít nhất 6 nền trở lên với giá 600 triệu trên một nền. Mặt tiền đường bê tông. Khu vực thì dân cư. Và đây là nền đất có giá là 750 triệu, hai mặt tiền đường. Đây là tổng quan của 3 cái vị trí nền đất mà Hưng giới thiệu đến mọi người trong ngày hôm nay đây. Từ vị trí này, mình di chuyển ra trung tâm xã trong bán kính là 260m thôi. Và khu vực ở xã An Ninh mình thì đang được quy hoạch là khu công nghiệp với quy mô là 1.000 hectare. Vâng, sau đây thì Hưng xin được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo.